Vì lo cho con nên dâu đây quyết hy sinh, đầu tư cho con mong sao sẽ suốt chuồng. Chỉ mong năm nay con tôi được lấy ai, lấy được người có tài là cuộc đời tôi happy. Ngày xưa căng ngăn nên hôm nay rất lăn tăn, giờ đây thương con nên tôi đây tính chiêu trò. Nồi trong năm nay sẽ hoa về rước dâu, con tôi đi lấy chồng là cuộc đời em ngất ngây. Thương con dâu lớn nhưng còn thương, có lớn nhưng chưa khôn nên thương con cả cuộc đời. Thương con tôi chỉ mong là sao con yên về ra thật là trong đời tôi sướng tê. Em xin kính chào tất cả quý ông quý bà, em chào từ cánh gà, chào ra sân khấu, từ đầu gấu chào tới du côn, mà từ trưởng thôn chào tới mấy anh bảo vệ, từ lính lệ chào tới dân thường, từ phường lại chào ra phố, từ ông bố chào tới trẻ con, chào từ mấy chị còn son tới mấy chị đang có chửa. Đấy. Các bác ạ, à, em có đứa con gái lớn, cháu nó mang họ mẹ, tên cháu là Doãn Thị Bạt Là. Tên em thì là Phóng Văn Phụng, nhưng mà nhiều thằng hàng xóm nó đều độc mồm, ngày nào cũng đi qua nhà em nó cứ Phụt ơi, ơi Phụt, trong khi đó tên em là Phụng, điên quá không làm gì được. Em mới bảo Phụt cái mẹ mẹ này là bởi vì em có đứa con gái, cháu nó là Doãn Thị Bạt Là, mà cái con này nha, tới tuổi cập kê rồi mà nó toàn chê người nọ người kia, thế mới buồn thế này. Đấy, không biết từ sáng tới giờ đi đâu. Bạt Là ơi, Là đâu rồi? Bố bố gọi con về làm cái gì thế? Đang chơi ở bên kia gọi con về làm gì? Từ sáng tới giờ đi đâu? Con sang nhà anh hàng xóm tập thể dục. Ôi trời ơi, nhà rộng thế này không tập. Ta thuê hẳn nhà chị Nhật, rộng thế này mày không tập đi tập ở đâu? Con kể cho bố nghe, đầu tiên anh ấy pha trà mời con uống nước. Anh... Thế sau là lấy kẹo mời con ăn. Thế cẩn thận bóc ra xong là đút vào mồm con nhé. Đút vào mồm con? Thế con có ăn không? Tất nhiên ngon, thế con phải chén rồi. Ôi trời, con rồ đi xe thồ này. Nhớ họ cho thuốc mê vào đấy thì sao? Thầy yên tâm đi, anh ấy chưa mê con thì con đã chủ động mê anh ấy rồi. Thế là còn tiếp theo? Tiếp theo nhá. Thế xong anh ấy bảo con thế này chứ, em ơi, em định nghĩa cho anh biết thế nào là tình yêu. Thế con có định nghĩa được không? Con bảo là tình yêu có khác gì hai đứa ngậm chung một sợi dây chun, đứa này thả bụp phát đứa kia vỡ mồm. À đúng, được. Thế xong anh ấy đứng phắt dậy, anh ấy bảo con, hỡi cô má đỏ môi hồng, tiện đây anh hỏi có chồng hay chưa? Dạ, anh hỏi thì em xin thưa, con em ba đứa nhưng chưa có chồng. Ôi, cái con rồ này, con trả lời thế thì người ta tưởng con có chồng rồi thì ai yêu con? Thế mà ba cái con cún ấy không phải là ba đứa con của con là gì nữa? Rồi. Mấy con cún ngoại quốc hả? Thế mày gọi con về làm gì? Hay. Thế thì mày sang bên đấy thì còn làm sao? Con sang đấy. Anh ấy pha trà xong bắt đầu anh ấy cứ nhìn con đắm đuối. Nhìn đắm đuối. Con cứ tưởng anh ấy thích con. Thế xong bắt đầu dần dần anh ấy cứ xê chỉ ô mây kim luồn kim, ô mây kim anh luồn kim, ô mây kim anh luồn kim, ta đã ô mây kim. Thôi, tóm lại là thế nào? Con cứ thấy anh ấy xe chỉ mãi. Sốt ruột quá con mới điên tiết, con mới bảo tóm lại là luồn vào đâu thì luồn. Ôi, chết rồi. Thế bây giờ con cho cái anh ấy xe chỉ luồn kim rồi đúng không? Khổ quá, đang chuẩn bị luồn thì thầy gọi con về. Điên hết cả người, tiếc ôi là tiếc. Tiếc cái gì? Ra đây bố ạ. Sao? Tình hình thế này nhá. Ngày hôm nay nhá, ở cái công ty của chị Nhật Anh Hòa đấy, rất nhiều khách VIP ngày hôm nay về. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Mà bố đã thấy rằng là tia ra là khắp mọi nơi đều về, mà toàn phong độ đẹp trai xinh gái. Nhưng mà bực vấn đề đấy thì làm sao bố phải xin cho con vào công ty? Không thì phải may xin ra công ty mà bố tia được toàn anh đẹp trai nhất ngày hôm nay. Anh thứ nhất là như nào? Anh thứ nhất có cái nickname là tuy anh không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Có nghĩa là như nào? Mét mốt bẻ đôi. Ôi, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là cái nickname cũng hay này. Sao? Cái trường hợp thứ hai này là con mà yêu anh đấy là không được phép cho anh cầm tay lái xe máy, xe đạp hoặc ô tô. Làm sao thế? Bởi vì mắt anh nhìn trên đường là xe chuẩn bị lao xuống ruộng. Mắt nhìn ở ruộng là xe chuẩn bị lao xuống sông. Nghĩa là gì? Tức là anh ấy sang quanh nghe mắt lác này. Sao? Trường hợp thứ ba? Trường hợp thứ ba này
Trường hợp thứ ba này, con mà yêu anh ấy thì này tuyệt vời, đi đâu là không phải mang theo ô, trời mưa trời nắng không phải lo. Có nghĩa là, có nghĩa là gì? Anh ấy chỉ cần vô vỗ. Trường hợp thứ tư xem nào. Tư đang đá bóng nghe kìa. Ôi cho tốt. Con đá đá cho Hưng Yên mình luôn. Con rất thích cầu thủ. Thằng ấy nó thọt. Thế trong trường hợp toàn những bất khả kháng thế hả thầy? Này con ơi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thế nhưng người bao ta giờ... xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Bao giờ các anh đến đây? Ôi ngay ngày hôm nay các anh đến thăm nhà mình. Bây giờ thầy đóng giả làm bốn anh đến đây. Con từ trong nhà đi ra tiếp khách. Nếu vấn đề gì vô duyên, thầy phụ lục bổ sung cho con. Đóng giả bốn anh á? Đúng rồi. Thôi cho chi nhạc bốc nhá. Ờ. Thế thầy là giả vờ bốn anh nhá. Giả vờ hay. Thôi. Rồi rồi nhá. Bây giờ anh đầu tiên là anh gì? Anh đầu tiên là anh... anh đầu tiên là anh... Lùn à? Anh lùn đi. Rồi nhá, đây nhá, rồi cho chi okay. Nhạc. Cho chi nhạc, trong nhà, lùn đi vào này. Đấy. Con nhạc anh lùn đi vào này. Đây là anh lùn nhá, đây. Ok. Đây, đi vào đây. Úi dồi. Đây, 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 đây. Tắt nhạc. Anh chào em. Dạ, em... Xin chào anh lùn ạ. Lùn cái mà cụ mày. Úi dồi, làm sao? Người ta thấp như thế mình phải né đi chứ. Giời bây giờ người ta thấp đấy là do ông trời. Người ta bảo là tốt là người đẹp ở trong lòng cái này. Trường hợp này giải tán, con không thích nữa. Đọc. Giải tán á? Trường hợp thứ hai, lẽ. Trường hợp thứ hai là anh lát đúng không? Đúng rồi. Rồi cho nhạc lên. Con từ con trong không nhà được động chạm vào anh đâu nhá. Đúng rồi. Đẹp bên trong, con từ lát trong nhá. Nhà, con đi ra con tiếp khách. Đây, anh bên thứ hai đây. Đi ra. Đây, anh thứ hai đây. Con đang đứng ở bên này cơ mà. Tao đang nhìn mày đây. Đang nhìn thì con lại sang bên này. Em mà sang bên đấy mắt anh lại đánh sang. Đấy. Dạ, em xin chính chào anh. Nhìn mặt trời mà không đúng hướng ạ. Dù tao bảo không được động chạm vào cái tật của người ta mà. Khổ quá, cái con đồng cảm như làm sao nữa. Con đồng cảm nhưng mà không nên động vào người ta. Động như thế là người ta hiểu nhầm. Thôi thôi, tóm lại trường hợp này giải tán đi, con không thích nữa. Bây giờ thầy đóng anh thứ ba đi nhá. Anh thứ ba là anh Tươi đúng không? Đúng rồi. Thì cảm ơn rồi. Anh thứ ba rồi, nhạc lên anh thứ ba vào. Rồi anh thứ ba vào. Anh Tươi vào. Đấy. Đây anh Tươi đây. Tươi vào đây. Đấy. Giá là. Đây. Dạ. Anh chào em. Dạ em xin chào anh. Đề nghị em đừng gắt giết nhọng anh, dửi nha không bằng hà hiếng. Em đang nói chuyện rất bình thường ạ. Em mà nói thêm còn giữ anh phả em phớm mồm. Mày mà vả tao thì tao cũng vả cho mày vỡ mồm đấy. Ôi trời ơi. Dồ à. Khổ quá. Đã bảo không được bắt chiếc người ta cơ mà. Ôi trời, thôi thôi. Con bảo này thôi, trường hợp thứ tư đi chứ con ong thủ lắm rồi. Thứ tư à? Vâng, con ong thủ lắm rồi. Cố chạy cho nó nhanh lên. Nhá. Thứ tư là anh gì nhỉ? Anh Thọt. Rồi anh Thọt đi vào. Rồi. Rồi nhá, ok đây anh. Rồi. Đây anh. Đây anh. Anh đi vào. Trời ơi. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Chào hỏi em tên gì? Dạ, em tên là Doãn Thị Bàn Lạ. Em có thể đứng bình thường được không? Em đang đứng rất bình thường đây ạ. Đừng nhún anh chóng mặt. Anh có chóng mặt không? À, anh rất chóng mặt. Anh ơi. Ơi. Anh có biết làm thơ không ạ? Riêng thơ bố em phải gọi anh bằng cụ. Cái gì? À, chứ quên, anh gọi bố em bằng cụ. Anh làm thơ đi ạ. Răng hôm nay sáng quá. Dạ. Anh muốn thơm vào má. Dạ. Răng hôm nay nổi trôi. Dạ. Anh muốn thơm vào môi. Dạ. Răng hôm nay lả lơi. Dạ dạ, em muốn mời anh sơi à. Sơi cái gì? Thì thầy bảo chắc đêm nay lả lơi thì con phải mời anh ấy sơi. Sơi cái gì? Sơi nữa. Con mà vớ vẩn đấy là người ta bỏ về. Người ta bỏ về. Về đi, về đi. Đi về, người ta về. Khoan. Anh ơi, đã yêu nhau thì ai chẳng muốn tìm đến bên nhau cho tròn câu nguyện ước nếu phải xa nhau là do số kiếp trời khiến duy nhân duyên nở không ngờ thành. Được, được, được. Em phải chờ anh cho đến bao giờ? Cho dù anh nghèo nàn tật nguyền hay xấu xí, nhưng tấm lòng anh chân thành để em vẫn thương anh. Em xin anh hãy ở lại với cha con, đừng về nữa. Bỏ tay ra, tao là bố mày chứ là anh nào. Thế bố bảo thế này nhá, bố là bố giả vờ thế thôi. Thật ra ấy, là bố thấy là con cứ thích người nọ người kia, nào diễn viên này, nào là hàng xẻng này, nào rồi là Tây này. Thế tại sao ở quê mình đầy người đẹp trai mà con lại không thích? Quan trọng là bên trong, tức là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, các cụ nói rồi.
người ta có bị thật thì người ta cũng là tình cảm. Và cái điều đấy không ai mong muốn cả. Bố chỉ mong con hạnh phúc, cho nên con phải hiểu cho bố. Dạ vâng. Thằng Thành nó cũng hiểu bố. Dạ vâng. Nghe bố căn dặn nhá. Con nghe đây. Nghe đây này. Tình yêu nó phải thế. Con nghe ạ. Con ơi ân tình cần chi nhan sắc con ơi, thương nhau trong đời sợ chi lun lạc đâu con. Khi say nhau rồi ngại gì sứt môi vầu thọt, chỉ lo hai đứa không thương lấy về mấy hôm lên phường. Yêu thương thật lòng là luôn chung sức bên nhau, ta đâu quan trọng người kia có kém ta không. Ta đâu hay rằng là sơn hoặc gỗ phai màu, tình yêu cũng thế con ơi, chọn người có tâm yêu mình. Yêu nhau hai người phải luôn ăn ý, song hành hòa quyện bên nhau, có nghèo cũng không nát mề. Thương nhau chữ tình phải kề chữ tâm, suốt đời được ở bên nhau là bao người đang ước mơ. Đấy, bố là bố chỉ dặn con là đừng nặng nề về cái hình thức, về cái vẻ đẹp. Cái quan trọng là cái bên trong người ta, con hiểu chưa? Dạ, vâng. Bố chỉ giả vờ lấy ra những cái hình thức xấu để xem cái ý tưởng của con thế nào. Nhưng bố rất mừng con đã trưởng thành và con không nặng nề cái chuyện vẻ đẹp bên ngoài. Dạ. Thế thì thôi thôi, vào thay đồ để bố với con để chuẩn bị sang chỗ công chi thì chị Nhật và anh Hòa. Dạ. Hôm nay nhờ mình hát ở bên đấy mà. Dạ vâng ạ, dạ bố con em xin phép được kính chào tất cả các bác ạ. Xin chào các bác.